oan cho em. Em không có ai cả. Chuyện gì thế hả cháu? Bà trong bếp. Có chuyện gì đấy cháu? Bà ơi, anh Liêm treo cổ cái Hồng Bì. Ồ, cháu lại gặp ác mộng rồi. Chuyện qua rồi. Qua rồi mà. Nhưng mà anh Liêm, anh ấy chết thật rồi. Không biết khi nào cháu mới lại trở lại như trước đây. Hay là ở trong cái nhà ấy nó bị ám. Mẹ, giờ tính sao hả mẹ? Hãy cho cái Phấn về bên nhà mẹ đẻ nó ở tạm một thời gian cho nó tĩnh tâm lại. Chứ cứ sống như thế này, chịu sao nổi ạ? Thế nhưng mẹ lo thằng Cả không đồng ý. Mà nó đi thì ai hương khói cho thằng Liêm? Cháu không muốn bỏ nhà cháu đâu. Chỉ là về nhà mẹ đẻ ở tạm cho định tâm lại. Thay đổi chỗ ở sẽ tốt hơn cho cháu. Chứ cứ sống ở đây, không thoát khỏi được sự ám ảnh. Khổ đời. Cháu còn trẻ, lại chưa có con cái gì cả. Ôi, sao lại nói chuyện trẻ với già ở đây? Dù thế nào, cũng phải nói với thằng Cả một tiếng. Mẹ không quyết định được đâu. Chuyện dâu con nhà nó. Nếu vậy, con lên huyện đánh điện cho bác Cả biết. Nếu bác Cả đồng ý, thì con sẽ thay Phấn hương khói cho cháu Liêm vài tuần. Sao? Ý Phấn thế nào? Dạ. Cháu không muốn gọi thầy, sợ thầy cháu phiền. Nhưng mà cháu sợ. Đêm ngủ trên chiếc giường anh Liêm. Để con thay quần áo, rồi con lên huyện luôn. Tiện thể con ghé vào nhà chú Đương có việc luôn mẹ ạ. Mẹ ơi, bà ơi. Sao bà lại khóc? Ai mắng bà hả bà? Không, bà đun bếp, khói nó bay vào mắt bà đấy thôi. Chị Phấn cũng bị khói bay vào mắt hả bà? Bà ơi, khi nào cháu lớn, cháu sẽ kiếm thật là nhiều tiền. Rồi cháu mua cho bà cái bếp giống như nhà chú Đương ấy. Bếp nhà chú Đương không bao giờ có bụi. Ừ, cháu bà ngoan lắm. Thôi đi rửa mặt, rồi thay áo, đi theo mẹ lên huyện nhá. Thật hả bà? Mẹ ơi! Thôi, cháu còn yếu lắm. Cháu về nhà nghỉ đi. Bà ơi, cháu sẽ đan nơm bà. Cháu bà khéo tay quá. Vót cái nan cũng đẹp cơ. Cháu sẽ đan hai cái. Một cái cho thầy cháu, một cái cho cháu. Hai thầy cháu cùng đi bắt cá. Vui lắm bà. Hồi cháu còn bé tí, cháu hay theo thầy cháu ra đồng. Cháu thích nhất là mùa gặt. Mẹ thầy cháu gặt lúa, còn cháu thì đi bắt cào cào. Mùa lúa chín, cào cào nhiều ơi là nhiều. Chỉ cần cua tay một cái, cào cào bay tứ tung luôn. Cháu cầm theo mấy cái chai, cứ bắt đầy chai này lại sang chai khác. Ngày nào cũng được ăn cào cào rang với muối. Thơm ơi là thơm. Cháu bà nhớ giỏi quá. Thế còn chuyện gì kể cho bà nghe xem nào. Ôi giời bà ơi, cháu nhớ nhiều lắm. Ngày bé cháu thích đi bắt ve sầu, nhưng mà thầy cháu không cho. Lần nào thầy cháu về phép, thầy cháu cấm tiệt không cho cháu đi. Thế là trưa nào cháu cũng giả vờ và phản nằm ngủ. Chờ khi nào thầy cháu ngủ say, cháu trốn sang nhà một thằng bạn. Cả bọn cháu sang vườn mít nhà ông Năm. Ở đây ve nhiều ơi là nhiều. Bắt ve xong rồi lấy củ mít đốt nướng ăn phải không? Lần nào về thầy cũng đánh cho một trận. Bà ơi, thầy đánh cháu nhưng mà thầy sợ cháu đau, nên là thầy đánh không mạnh tay. Thì ra cháu bà tinh thế cơ đấy. Thế Liêm này, cháu thấy trong người thế nào?
có đau nhức mệt mỏi chỗ nào không? Bà làm sao đấy? Cháu rất khỏe, chẳng đau chỗ nào hết. Đây này. Cháu nói vậy thì bà yên tâm rồi. Bà ơi, sao lâu rồi không thấy thầy cháu về thăm cháu. Cháu đâu ở đây này. Thế thì phải đi khám thầy Lang. Không phải đi khám thầy Lang, đau ở đây này vì nhớ thầy, vì có phấn á, càng ngày á nó càng đẹp hay hay ra. Cháu thì hơi dở dại như vậy, có ngày nó bỏ cháu á, cháu dài đấy bà. Cháu không được nghĩ như vậy, con phấn nó ngoan lắm, mà nó yêu cháu lắm, làm sao nó bỏ cháu được. Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, cháu buồn. Thế cháu có thích thầy cháu về ở luôn với vợ chồng cháu không? Thích chứ bà. Cháu với thầy cháu là đi bắt cá, thả lươn. Có nhiều lươn, con sẽ làm gỏi sọc mùng cho bà ăn. Ngon lắm bà. Ô 1, ô 2, ô 3, ô 4, ô 5. Ô 1, ô 2, ô 3, ô 4, ô 5. À, ăn được rồi. Đến lượt cậu đấy. Để tớ đi. Bốc ô này. Ô 1, ô 2, ô 3, ô 4, ô 5, ô 6. Nào. Thua rồi. Chào chào bác. Cháu chơi ô liên quan một mình hả? Vâng. Cho bác chơi với nhá. Bác đi đi. 2, 3, 4, 5. Đến lượt cháu. 1, 2, 3, 4, 5. Mẹ. Bác Hưng sang chơi đấy à? Sao bác không vào nhà uống nước mà lại chiều cháu chơi ô quan thế này? Con có bắt bác ấy chơi đâu, bác ấy tự chơi mà. Con bé càng lớn càng xinh, giống hệt mẹ. Chú Đương, chú Đương ơi, chú Đương. Dạ, dạ. Chú Đương, sao nhà có khách, chú không tiếp thế này? Hôm nay xem như bác Hưng cầu được ước thấy rồi nhá. Gặp được cả mẹ lẫn con gái, cần gì đến tôi nữa. Thôi, mời hai bác và cháu vào nhà chơi. Mình vào đi Ngọc. Vâng. Chú Đương, chú đừng có đùa thế, chưa đâu vào đâu cả. À, chị lên huyện có việc à? Ừ. Chị lên đánh điện cho bác cả lễ trên Hà Nội về có việc. Vừa nãy ghé vào nhà chú gửi con bé này, chưa thấy cái nhà anh này, sao bây giờ lại thấy ở đây? Mãi mới nghe phần đùa được một câu, mát lòng mát dạ. Thôi, anh đưa hai mẹ con em về đến đây là được rồi. Để anh đưa hai mẹ con thêm một đoạn nữa. Anh thấy con bé thích ngồi xe đạp lắm. Sắp về gần tới nhà rồi, anh về đi. Mọi người nhìn thấy thì lại không hay. Bác cho này con gái. Con gái mẹ Vân càng lớn càng xinh giống mẹ. Thôi, con cảm ơn bác đi rồi về không muộn. Cháu cảm ơn bác ạ. Ngoan lắm. Em về đây. Hai mẹ qua về đi. Ngọc ơi, cẩn thận ngã con ơi. Con không ngã được đâu. Mẹ đi nhanh lên, đúng mẹ bắt kịp được con. Ui, ôi kìa kìa con ơi. Có sao không hả? Dạ sao không ạ. Dạ không. Nào thôi đi về, không bà nội lại mong nhá. Vâng. Mà mẹ ơi, bác không có họ hàng với mình không ạ? Không, bác ấy là bạn của chú Đương. Nhưng mà tại sao bác ấy lại cho con nhiều kẹo thế hả? Tại vì bác ấy thấy con gái của mẹ xinh nên bác ấy thương. Mẹ hỏi con này, con có thích bác ấy không hả? Dạ thích. Bác ấy có xe đạp đẹp ơi là đẹp, lại còn có nhiều kẹo nữa. Nhưng mà bác ấy không được bắt mẹ con đi đâu cơ.
Không thì kẹo này con giải hết cho bác ấy. Vân ơi, Vân. À, Sen à. Cháu chào cô. Ừ, chào cháu. Hai mẹ con đi đâu đây? Hả? Cháu được lên huyện, nhà chú Đương về ạ. Thế à, thế lên huyện có gặp chàng không? Ừ. Có gặp người ta không? Này Ngọc, mẹ cháu mà đi lấy chồng, cháu phải ngoan đấy nhá. Dạ. Cháu có nghe lời cô không? Mẹ lấy chồng bỏ con như người ta à mẹ? Không. Ngọc, mẹ cháu không đi lấy chồng, thì ở nhà chết già. Sen. Mẹ cháu có người làng bên để ý rồi đấy, nha. Mẹ. Còn không thèm kẹo nữa, mẹ lừa con. Không, mẹ. Không phải đâu con. Cô Sen cố ý đùa ấy mà, phải không Sen? Phải không cô? Cô. Con không thèm chơi với mẹ nữa, mẹ Ngọc, lừa con. Ngọc, Ngọc. Úi giời ơi. Ngọc. Con ăn đi này. Chỗ bụng này là con thích nhất đấy. Con không ăn. Ăn đi chứ, mọi hôm con ăn lắm mà, sao hôm nay lại nhõng nhẽo thế? Hay là ai trêu chọc cháu à? Mẹ cứ kệ cháu. Mẹ càng chiều, cháu lại càng... Thế bà hỏi sao cháu không nói? Tại vì mẹ Vân chiều quá, cho nên sinh hư phải không? Con không thể mẹ chiều nữa. Mẹ đi mà chiều bác Hưng. Con ghét mẹ, con không muốn mẹ đi lấy chồng. Bác Hưng nào dám cướp mẹ của cháu, bà đánh đuổi. Mà mẹ Vân thương cháu thế cơ mà, sao mà bỏ cháu được? Ai cũng nói, chỉ mỗi ông Trăng ở trên trời là mẹ Vân không lấy được cho Ngọc thôi. Thật hả bà? Mẹ Vân trả lời đi, cho cháu tôi ăn cơm nào. Thật con ạ, mẹ Vân yêu Ngọc nhất. Con đi gọi điện cho bác cả. Bác cả bảo sao? Bác bảo sẽ về chăm sóc cho Phấn ạ. Đấy, con thấy đấy. Con dâu với bố chồng cũng nghĩa tình. Ít nhất cũng đủ mãn tang mới cho về nhà mẹ đẻ. Mà lại còn bỏ việc ở trên tỉnh về nữa chứ. Rõ khổ. Trẻ cậy cha, già cậy con. Thân già rồi mà phải lo cho con nữa. Khổ. Mẹ nghĩ mà xem, còn Phấn mới ngoài 20 tuổi, cũng nên để cho nó về nhà mẹ đẻ, cho nguôi ngoài cái chuyện của cháu Liêm. Thọ tang 3 năm, cũng nên để cho nó có cuộc đời riêng của nó. Bác cả tốt với nó như thế, sau này dù nó có lấy chồng, nó cũng vẫn có hiếu với bác ấy chứ. Con nói nghe hay nhỉ, lấy chồng rồi, nhà chồng nào còn cho về thăm bố chồng cũ chứ. Cô không có chồng lâu năm, cô tưởng lấy chồng sướng lắm chắc. Người ta bảo, lấy chồng như gông đeo cổ, cô không biết đấy thôi. Vâng, con biết rồi ạ. Ê! Ê! Chị Phấn, chị nhìn đi đâu thế? Chị vào đây chơi cùng với em, đi. Đây. Chị nhảy đi. Không phải. Chị phải cao một chân này lên. Rồi, chị nhảy một chân thôi. Nhá, chị nhảy đi em xem. Thế này á? Đúng rồi, đúng rồi. Biết rồi. Chị Phấn giỏi quá. Chị lại mất tập trung rồi. Chị Phấn, chị nhảy lò cò mà cứ như nghĩ về ai thế? Chị nghĩ về anh Liêm. Anh Liêm hay ra góc hồng bì này trốn chị lắm. Chị em mình chơi ở đây chờ anh Liêm về nhá. Anh Liêm chết rồi mà chị. Mày nói láo, mày lừa tao à? Chồng tao vừa mới vắng một tí mày bảo chồng tao chết rồi à? Má, mày nói láo, mày nói mẹ láo ơi. Mày lừa tao à, mày lừa tao à? Mày mẹ lừa tao ơi, à? Cứu cơ à? Sao mày dám nói anh Liêm chết? Buông em nó ra, buông em nó ra. Sao thế, sao lại thế hả? Cô Vân, chồng cháu chết thật rồi à? Kìa Phấn. 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 Cô Vân, em Ngọc nói chồng cháu chết rồi.
anh ấy chết thật rồi sao? Cháu không tin. Cháu không tin. Cô, cháu vào nhà nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nhá. Ngọc, con vào nhà đi. Con ở lại chơi với chị Phấn một tí. Chị ấy đang buồn mà mẹ. Sao con cứ cãi lời thế hả? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được cãi lời chị Phấn. Sao con không nghe lời mẹ? Con có cãi chị Phấn đâu hả mẹ? Đấy, cãi nhem nhèm đấy còn gì nữa. Sao mẹ lại mắng con? Con chẳng làm gì cả. Mẹ chiều con nhiều nên bây giờ con hư lắm. Con không nghe lời mẹ đúng không? Chạy hả? Lên. Bắt được Dương rồi. Chạy nhanh lên. Tôi đuổi đây. Chạy đi. Sáng trời à. Bắt được An rồi, bắt được An rồi. Thôi, chơi trò khác đi. Ừ, chơi bịt mắt bắt dê nhá. Ừ, hay đấy. An làm đi. Buộc chặt vào. Ừ. Không rồi. Dương ơi, Dương đâu rồi? Cái Ngọc ơi, cái Ngọc đâu rồi? À, bắt được Dương rồi. Các em không được làm ồn. Để anh Liêm ngủ. Chị Phấn chơi với bọn em đi. Anh Liêm chết rồi mà, có thức dậy nữa đâu. Tội nghiệp anh Liêm. Anh ấy ghen vì tưởng chị theo dai nên treo cổ tự tử thôi. Chị Phấn ơi, chị đừng khóc. Có chúng em chơi với chị mà chị Phấn. Bà. Thôi cháu ơi, bà dẫn cháu về đi ngủ nào. Đi. Mẹ không cho Ngọc gây ồn ở đây đâu. Vì gây ồn sẽ làm phiền cho chị Phấn đấy. Ừ. Nhá. Ừ. Đi. Khẽ thôi. Hay là bu cho con chặt cây hồng bì đi. Nhìn thấy nó, con Phấn nó ám ảnh. Cứ từ từ rồi nó sẽ khỏi. Nó bị sốc thôi. Cây hồng bì lâu năm như vậy. Đến mức này bu còn tiếc. Làm gì phải thì thôi. Anh đừng nóng ruột. Để tôi khuyên nhủ nó. Bố, bố ơi, bố ơi. Người ta chặt cây hồng bì rồi. Cứu cây đi bố. Bố, anh Liêm ngủ trên cây đừng chặt, để anh ấy còn ngủ. Bà không cho chặt đâu, nhưng cháu phải nghe lời bà nhá. Thôi đi vào nghỉ đi. Hay là bù cho con đưa nó lên tỉnh. Nhưng cũng phiền phức lắm. Để xem thế nào đã. Nó đau khổ quá nên mới thế thôi. Anh đi cầu cúng chùa đi. Nhà mình còn nhiều chuyện không yên. Sao bu lại nói thế? Chị Phấn ngoan, mau khỏi bệnh. Chị Phấn nằm xuống nghỉ đi. Chị Phấn ơi, chị thương anh Liêm, nhưng khi khỏi bệnh, chị vẫn đi lấy chồng phải không? Sao em lại hỏi như vậy? Em không biết. Mẹ nói mẹ rất yêu bố. Bố là bộ đội, nhưng mẹ cũng yêu bác Hưng. Cô Sen nói mẹ sẽ lấy bác Hưng. Có thật không hả chị? Hay cô Sen chỉ dọa em thôi? Cô Sen nói khi nào? Hay cô ấy chỉ nói để trêu em thôi?
Chị thương anh Liêm lắm. Chị không đi lấy chồng đâu. Mẹ mới qua chỗ con Phấn, nó nói đâu ra đấy lắm. Nó bảo nó khỏe rồi. Chắc nó không sao đâu. Mẹ đừng lo cho nó quá. Bệnh của nó lúc này lúc khác, chủ yếu là do tâm lý. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều, không có lại ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ. Mẹ sống từng này tuổi rồi, còn lo gì sức khỏe nữa. Chỉ thương con cháu. Mẹ chỉ sợ nhà này rồi thì gặp toàn chuyện đen đủi. Vân con, con đừng bỏ mẹ mà đi con nhé. Vâng ạ, con đi làm đây ạ. Vân, sao trông Vân buồn thế? Anh Hưng, anh đến đây làm gì? Không tiện đâu. Người ta nhìn thấy, người ta lại đồn lung tung. Ai đồn thổi gì thì kệ họ. Mình có làm điều gì bất chính đâu. Với lại, chồng em cũng đã mất lâu rồi. Nhưng còn gia đình bên nhà chồng em, bà cụ mà biết được, thế nào cũng phát ốm. Mấy ngày hôm nay, bác cả cứ nói kháy em. Em sợ ở, không yên ổn đâu. Hay là để tôi đến thưa với gia đình chồng em. Trước sau gì rồi thì mọi người cũng biết. Mình cũng không nên giấu mãi. Vân, chúng ta cưới nhau đi. Không, không được đâu. Thôi, anh đi về đi. Anh đừng đến đây nữa. Từ hôm gặp anh ở nhà chú Đương, cái ngọng nó phát ốm vì sợ em lấy chồng. Vân, tại sao em lại như vậy? Em đang sống cho em hay sống cho mẹ chồng và con gái em? Em còn trẻ, thanh xuân còn dài, sao em nỡ phụ tấm lòng của tôi? Anh biết là em cũng không nỡ mà. Nhưng em không thể thoát ra được. Em không thể sống nổi nếu con em khổ. Em nghĩ thế là quá hạn hẹp rồi. Giờ con em sống thiếu cha mới khổ. Sao lại như vậy? Có đứa trẻ nào mà lại không cần cha chứ. Con bé cứ sống với em và bà nội được cưng chiều như vậy, nó không trưởng thành được đâu. Nó sẽ yếu đuối. Vâng, cần phải có một người đàn ông cứng rắn trong nhà để nó mở mày mở mặt ra với đời. Nhưng có thật là anh sẽ yêu thương con bé như con đẻ anh chứ? Anh cũng có con gái mà. Em chỉ nghĩ gần mà không nghĩ xa. Nhà anh chỉ có mỗi một con Hạnh, nó lại còn lo cho mẹ nó bệnh tật ở nhà. Giờ có thêm em gái, cái Hạnh không mừng sao được. Anh có thêm con, lẽ nào anh lại không thích? Nhưng mà em vẫn còn lo lắm. Đang sống yên ổn với mẹ già con dại, giờ phải lòng anh, sóng gió sẽ tới. Về nhà anh, hai dòng con. Em cứ
cứ áy náy với chị Xuân, chị ấy bệnh còn nằm đó. Em có biết Xuân nói gì không? Nếu bố nó không lấy được người phụ nữ nào đàng hoàng về chăm sóc cho con Hạnh, để con trai cho dòng tộc, thì có chết cũng không nhắm mắt. Chị Xuân nói thế thật à? Ừ. Chính cô ấy viết đơn ly dị, tôi chỉ ký vào đơn theo yêu cầu của cô ấy thôi. Vân. À, anh làm gì đây? Vân em, từ ngày quen biết em, anh không khi nào không nghĩ đến em. Cuộc đời anh tưởng như rơi vào ngõ cụt tối tăm, nhưng không ngờ lại được gặp em. Em là ánh sáng cuối con đường, giúp anh khỏi u tối mịt mờ. Anh không thể sống thiếu em được nữa. Anh muốn được thấy nụ cười em, ánh mắt em vào mỗi buổi sáng thức dậy. Anh đã quyết rồi, anh sẽ sang thưa chuyện với gia đình em để được chính thức xin cưới em. Em sẽ đường đường chính chính bước ra khỏi căn nhà đó mà không sợ thiên hạ dị nghị. Vững vàng lên em nhé, vì tương lai của chúng ta. Anh Hưng. À, con đuổi theo lấy đi. Không chịu đâu. Này, lấy đi. Ai cho lấy nào, ai cho lấy. Không chịu đâu. Này, lấy đi. Không chơi. Có chuyện gì đây? Người lớn ai cũng thích lấy chồng mà. Chắc thế, vì ai cũng có chồng cả, chỉ mỗi cô Vân chị Phấn không có nên trông rất buồn. Này, lớn lên tớ lấy Ngọc và An làm vợ nhá. Không thèm, đổ thang. À, đau quá. Thôi, mình chơi trốn tìm đi. Ăn thịt mắt nhá. Nhanh nào. Ngọc, Ngọc. Trốn như thế này, ăn tha hồ mà tìm. Này, chúng mình cứ như vợ chồng nhỉ? Còn An là con đang tìm bố mẹ đấy. Mà chúng mình sẽ yêu nhau suốt đời nhá. Nhưng nhỡ Dương chết thì sao? Chết thế nào được, Dương sẽ thắng hết bọn giặc. Mà Ngọc không được lấy chồng khác đâu nhá. Ừ, không đời nào. Bắt quả tang nhé. Hai vợ chồng. Con Hư nào, sao mẹ bảo? Nhanh, không đánh đòn bây giờ. Lần này anh là con, lần sau là đến lượt Ngọc đấy nhé. Thế thì lần nào tớ cũng là chồng đấy nhá. Khôn thế. Không, phải ăn đồ tì chứ. Con gái cũng đòi làm chồng mà. Con gái thì làm vợ và con thôi. Đánh chồng thế à? Con Phấn đâu? Ra đây. Dạ, bố gọi con. Chị uống thuốc đi, uống cho mau hết bệnh. Bố kệ con, bố lo cho con làm gì? Con không xứng, con không sinh được cháu cho bố. Âu cũng là số phận. Chưa có con cái gì thì buồn cho nhà này, nhưng đỡ khổ cho chị, không vướng bận gì. Bố đừng nói vậy, con khổ tâm lắm. Con vẫn thờ chồng. Có con sẽ được an ủi phần nào. Bố có thấy Thím Vân không? Lúc nào cũng líu díu với cái Ngọc, thật là vui. Chị nói cũng phải, nhưng số trời đã định.
dòng họ nhà này đã hết phước rồi hay sao mà không có được một mụn cháu trai. Chị uống thuốc đi. Đắng quá. Thuốc tốt đấy. Thuốc thảo dược chị an thần. Thôi, chị vào nghỉ đi. Dạ còn sớm. Con sang nhà bà nội chơi với cái Ngọc một chút ạ. Để lỡ sau này nó theo mẹ nó đi lấy chồng con lại không gặp được ạ. Cái gì? Đi lấy chồng? Sao chị nói vậy? Dạ, vì cái Ngọc nói vậy ạ. Nó đang sợ mẹ nó đi lấy chồng ạ. Nhưng mà lấy ai cơ chứ? Dạ, con không biết. Cái Ngọc chỉ nói là có một người tên là chú Hưng ạ. Người ấy hay gặp cô Vân ạ. Thôi con xin phép. Công anh bắt tém nuôi cò, cò ăn cò béo cò giò lên cây, lấy chồng Vĩnh Lộc cũng hay, có đủ trâu cày ruộng đất ung dung, con còn đứng khóc bên sông. Mẹ ơi, mẹ hỡi, lấy chồng khổ con. Đấy, chị thấy chưa? Em đã bảo rồi mà chị không chịu tin. Anh Hưng ly dị rồi, dứt khoát rồi. Chị biết rồi, nhưng mà cứ hỏi cho chắc chắn. Người ta yêu nhau từ thời chiến sang đến thời bình. Tình cảm đâu dễ một chiều xa lạ. Với lại, chị không muốn trở thành kẻ thứ ba. Chị lo vậy cũng phải. Nhưng giờ sự thật đã được kiểm chứng. Chị đã ưng cái bụng chưa? Mà bác Xuân cũng đã về bên nhà mẹ đẻ ở rồi. Chị biết rồi. Anh Hưng cũng có nói chuyện. Hai người đã không đụng chạm 5 năm nay rồi. Chị ấy bị bệnh như thế. Vậy bây giờ chị đã chịu xuất giá theo chồng chưa? Hay còn muốn ở nhà nuôi con Ngọc? Mà em nói cho chị biết nhé, con Ngọc càng lớn càng cần có bố. Mà bố nuôi thì cũng là bố. Chị biết rồi, chú cứ nói mãi thế. Mà này, tôi hỏi thật chú nhá, chú có ăn đồng nào của người ta hay không mà chú cứ bênh người ta quá sức như thế? Đúng là ở đời có bốn cái ngu mà. Thôi được rồi, chị biết rồi. Anh không thể sống thiếu em được nữa. Anh muốn được thấy nụ cười em, anh bắt em vào mỗi buổi sáng thức dậy. Anh đã quyết rồi, anh sẽ sang thưa chuyện với gia đình em để được chính thức xin cưới em. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ. Mẹ sao thế? À, không, mẹ không sao. Con ngủ đi, con ngoan. Sống mãi cảnh đơn chiếc như vậy thì buồn quá. Lớn lên Ngọc đi lấy chồng thì mình ra sao? Hay cứ cho mình một cơ hội tìm hiểu ra cảnh anh ấy xem thế nào.
Đường, chú đi đâu mà sớm thế? Dạ, chào bác. Bác ra đồng sớm thế ạ. Tôi đi tháo nước để ngày mai còn gặt sớm. Dạ. Mà chú đi đâu mà đồ đạc lỉnh kỉnh thế? Cứ như đi hỏi vợ. Thôi, chào bác, em đi ạ. Đấy bác xem, người ta tinh tế thế cơ đấy. Cứ làm như mình dán cái bảng đi hỏi vợ trên mặt không bằng. Thì ai hỏi chú, cứ nói đi hỏi vợ cho tôi. Mình có làm điều gì khuất tất đâu mà sợ. Gớp, bác làm như còn son trẻ lắm đấy mà khoe. Ơ cái chú này, chú đang nghe tị với tôi đấy à? Chẳng phải chú làm mai cho tôi với cô Vân đấy sao? Chú bảo mẹ con cô ấy khổ, tôi cũng cô đơn. Vậy chúng tôi giáp lại với nhau, chẳng vui cửa vui nhà. Thì em có nói gì đâu. Nhưng mà bây giờ đang là mùa màng, mọi người bận tối mặt, mà mình lại thong dong, lại lình ca lình kình thế này, ai mà không để ý. Ai để ý hay nói năng gì thì mặc kệ họ. Tôi đi hỏi vợ, chứ ăn trộm ăn cắp gì đâu mà sợ. Đúng là người sắp cưới được vợ là khác, ăn nói là đâu ra đấy. À, lát nữa bác phải liệu mà nói chuyện với bà cụ chị Vân. Bà cụ là không được dễ tính lắm đâu. Vâng, tôi cũng gan cọp nên mới chịu vào ha cọp đấy. Dạ, con chào bà. Đậu, năm nay chắc hạt bà nhỉ? Chú Đường nha. Chào chú Đường, cháu chào bác. Ngọc đấy hả? Ngoan quá. À, cả nhà mình vào uống nước ạ. À, bà để con ạ. Dạ thưa bà, hôm nay con sang đây là có việc muốn thưa với bà. Nhà chúng tôi mẹ quá con côi, có gì đâu mà phải thưa với gửi. Dạ thưa bà, chả là con với chỗ bác Hưng đây là bạn thân tình. Bác ấy thương chị Vân nhà mình vất vả. Chúng tôi đang yên đang lành, làm sao mà vất vả. Năm nay làng mình được mùa, nhìn gia đình ai cũng phấn khởi. Chắc là lúa tốt lắm bà nhỉ? Cũng tạm tạm thôi. Nhà chúng tôi neo người, có một mình mẹ con Ngọc nó làm, chả được bao nhiêu, nhưng mà cũng đủ ăn. Dạ. À, hôm nay cháu Ngọc không đi học hả? Cháu được nghỉ hè rồi ạ. À đây, bác có quà cho cháu. Kìa Ngọc, bác Hưng cho, cháu cầm đi. Cầm đi cháu. Ngọc, đi ra ngoài chơi cho người lớn nói chuyện. Dạ thưa bà, con xin phép bà cho con được gặp chị Vân con ạ. Chú gặp để làm gì? Có chuyện gì thì cứ nói với tôi cũng được. Chị Vân ơi, chị Vân. Chị Vân. Em đi đâu mà chạy như ma đuổi thế? Có đàn ông đến tìm mẹ em. Này, ai đang bên nhà cháu thế? Bác Hưng với chú Đương ở trên huyện. Bác ấy đang nói chuyện với bà cháu. Còn mang nhiều bánh kẹo với cả thuốc lá nữa à? Cô Vân thật có ý này. Này, thế mấy hôm nay bác dạy cháu đọc mấy câu thơ mẹ đi lấy chồng, cháu có đọc không? Có, cháu đọc suốt. Nhưng mỗi lần nghe cháu đọc, mẹ cháu lại khóc. Có phải mẹ cháu sắp đi lấy chồng không ạ? Không đâu, cháu cứ yên tâm, bác nhất định không để chuyện này xảy ra. Con chào bố. Chào bác ạ. Chào bác ạ. Thưa bà, thưa bác. Cháu mời bác.
Trước hết ấy, cháu xin lỗi gia đình vì đã đường đột đến đây. Thực ra chuyện này cháu cũng đã định thưa với gia đình từ lâu rồi. Cháu và Vân đã tìm hiểu nhau được một thời gian dài. Hoàn cảnh của Vân thì đơn chiếc, gia đình cháu cũng neo người. Cháu xin phép bà và bác cho cháu sang đây được đón Vân về làm bạn. Ở đâu ra cái chuyện này? Chú ở đâu đến đây mà nói chuyện lung tung hả? Về đi. Dạ, thưa bà, thưa bác. Bác Hưng đây và chị Vân cũng đã quen biết nhau. Và bác Hưng cũng đã xin phép bên nhà chị Vân. Và mọi người bên ấy cũng đã đồng ý ạ. Nhà nào cho phép? Chú nói gì? Thím Vân là con dâu nhà này. Lấy chồng phải theo nhà chồng. Bên ngoại nhà con Ngọc không có quyền. Thưa bác, chính vì vậy mà hôm nay cháu đến đây để thưa chuyện với bà và bác. Cháu và Vân thương nhau thật lòng. Mẹ con Ngọc đâu? Lên đây nói chuyện. Thế ý chị thế nào? Lại còn thế nào nữa? Các người đã thông đồng với nhau hết rồi còn gì? Không qua lại gì hết. Về đi. Các người về hết. Mang cả các thứ này về. Chị làm thế mà coi được à? Mà chị đi đâu mà phải vội vàng thế cơ chứ? Con Ngọc còn bé, cháu Liêm thì chết chưa được một năm. Chị đi lấy chồng thì con Ngọc nó làm sao? Chị làm khổ nó thôi. Dạ thưa bà kia yên tâm về Ngọc ạ. À.